khai thị của người bán lông cừu. Có một người mua lông cừu từ Trung Quốc đại lục nội địa đến Tây Tạng mua lông cừu về bán để kiếm tiền. Lông cừu của họ bán theo cân. Ký. Chúng ta phải hiếu kính sư phụ nhưng hết tiền rồi. Chúng ta đã lớn rồi. Phải kiếm tiền đỡ đần sư phụ chứ. Giá mua là một cân 7 đồng, bán ra là 12 đồng, được đấy chứ. Thế nhưng khi tôi mua 5 cân, về nhà cân lại chỉ còn có 2.5 cân. Tại sao lại thế nhỉ? Họ đã phun một loại nước gì đó. Đến khi mang về nhà để mấy ngày, sau khi khô đi, chỉ còn lại một nửa số cân nặng đó, tức chết đi được. Thế này không được rồi, tôi tìm người bán hỏi lại họ. Sao lại làm ăn gian dối như vậy? phải trả lại những hao hụt cho tôi. Tôi mới mang trải nghiệm thực tế này về việc lông cừu bị hao cân nói cho họ biết, họ nói rằng ôi trời, anh bị lừa rồi. Thứ nhất, khi anh bán ra phải bán giá cao lên rất nhiều, nếu không sẽ lỗ. Thứ hai, anh còn phải cho thêm cái gì đó vào lông cừu. Nếu không anh cũng lỗ, họ đã mách cho tôi cách làm. Có ai muốn học không? Đó là phun nước đường trắng vào lông cừu. Sau đó rắc thêm chút cát vì cừu sống trên thảo nguyên, nên có nhiều đất cát bám vào, cũng là chuyện thường thôi, đúng không, rất nhanh, 2.5 cân thành 5 cân, có rũ cũng không sao, nó đã bám chặt rồi, vì có đường nên dính lắm, đã nhớ rõ chưa? vậy là tôi đã kiếm được một phen lần đó tôi đã kiếm được hai nghìn đồng sướng chết đi được vui đến nỗi mà tôi đã uống liền ba chai coca cola đặc biệt là đã mời sư để uống cho sư để uống sáu chai luôn một tháng sau tôi phát hiện ra tiền của tôi rõ ràng là đã nhét trong giày rồi Tôi phải lật tung hết tất cả các đôi giày lên. Tất cả những nơi cần tìm đều tìm hết rồi. Mà tiền thì không tìm thấy một hào nào. Tiền kiếm được cũng bị mất đến tiền vốn cũng mất hết rồi. Đó là số tiền 2.000 đồng mà tôi kiếm được. Là những đồng tiền không nên kiếm. Nên không có được nó. Bởi đó là cách làm ăn thủ đoạn. Tôi đã bị lỗ mất 6.000 đồng tiền vốn. Và không còn đến một hào. Báo ứng đã xảy ra trong vòng một tháng tôi làm thử những thí nghiệm tương tự như vậy khoảng 20 lần. Lần nào cũng rất linh nghiệm. Từ đó về sau tôi bắt đầu làm người tốt. Vì lẽ đó, khi ta hành xử với người khác, nhất là khi đối với các việc liên quan đến lợi ích ta nhất định phải dùng tâm từ bi và nề tình một chút. Bớt tham lam một chút cho đi nhiều một chút. Không những ta sẽ không bị lỗ, ngược lại ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn kể từ đó tôi bắt đầu nghiên cứu đạo lý làm người sau khi hiểu được đạo lý làm người rồi tôi mới hiểu được đạo lý đích thực của kinh doanh là gì đạo lý buôn bán đạo lý dạy học đạo lý kinh doanh đạo lý làm ông chủ đạo lý làm nhân viên cho dù địa vị của ta trong gia đình là thế nào ta sẽ hiểu rằng mọi việc đều giống nhau đều có thể tương thông Tham là tích lũy nguồn áp thành thật là gốc rễ của vạn điều thiện. Xin cảm ơn.